Hai chào các bạn. Xe Tinh Tế hiện đang có mặt tại gian hàng của Dica nằm trong khuôn khổ của triển lãm Việt Nam Auto Show 2018. Thì hôm nay chúng mình sẽ soi chi tiết cái chiếc xe này. Đây là một chiếc Dica, là nguyên gốc của nó là một chiếc xe du lịch 34 chỗ và đã được Dica tinh chỉnh lại thành một cái phiên bản 19 chỗ dành cho những cái chuyến đi đường dài trở nên thoải mái hơn. Ngoài ra thì sẽ còn có một phiên bản 16 chỗ nữa, ít ghế hơn và cái không gian rộng rãi hơn. Thì đầu tiên thì sẽ mời các bạn đến với phần chia sẻ của anh Trung DT về những cái không gian hành khách. Chào các bạn, mình đang ngồi trong khoang ghế của chiếc Dica hạng thương gia phiên bản 19 chỗ. Thì cái điều đầu tiên, cái sự khác biệt so với những chiếc xe khác giường nằm, đó chính là cái phần không gian đầu rất là thoải mái. Các bạn thấy không, khi mà mình đứng dậy thì cái phần mà có chứa hành lý này thì mình hơi đụng một tí thôi, nhưng mà khi ra đây mình di chuyển rất là dễ dàng với phần không gian rất là rộng rãi. Cái sự khác biệt so với cái xe giường nằm là như vậy. Chiếc xe này có cái cấu hình sắp ghế là 2-1 và nó được đặt tên là hạng thương gia. Bởi vì sao? Bởi vì nó được thiết kế giống như là những cái chiếc ghế ở những trên máy bay hạng thương gia. Tuy nhiên ở phiên bản 19 chỗ này thì mình cảm thấy là cái phần không gian để chân nó vừa phải thôi. Tức là nó vẫn rộng nhưng mà nó không có thật sự rộng bằng cái phần để chân trên những cái máy bay hạng thương gia. Mình nghĩ là bản 16 chỗ thì cái phần để chân nó sẽ rộng hơn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem là cái sự thoải mái khi mà chúng ta ngồi chiếc xe này nó như thế nào. Thì ở đây thì cái ghế được bọc da khá là êm. Và như các bạn thấy cái phần gờ nổi ở phía ở bên hông. Gờ nổi như thế này thì khi mà ngồi đường xa thì chúng ta sẽ đỡ bị mỏi hơn. Cái cảm giác ngồi nó sẽ thẳng lưng hơn. Đó. Ở phía trên thì chúng ta cũng có một cái đệm đầu. Khi mà chúng ta ngồi như vậy nó rất là thoải mái. Ngoài ra để tăng thêm phần riêng tư cho cái hàng ghế mà hai á, thì nó có thêm một cái vách ngăn khá là gọn. Thì bây giờ mình sẽ ngả ghế ra. Thì cái ghế này chỉ có chỉnh điện được một hướng thôi và với hai nút. Ồ, nó hơi kêu nhỉ. Thì đây là cái tư thế ngồi mà ngả nhất trên chiếc xe này. Thì lúc này thì chân của mình đã chạm vào chỗ cái phần mà để nước đằng trước, và cũng như là phần giày thì nó cũng có dư một cái khoảng một chút. Thì mình nghĩ là phiên bản 16 chỗ thì sẽ thoải mái hơn. Về trang bị an toàn thì chúng ta có dây đai 2 điểm. Cảm giác ngồi rất là thoải mái. Phía trên thì có hai cửa gió máy lạnh để có thể thổi xuống người mình và người kế bên. Còn khi mà chúng ta đi nắng thì có rèm che được kéo bằng tay. Vào ban đêm thì cái hệ thống đèn màu vàng cũng như là một số cái đèn nổi bật ở trên trần, nó sẽ khiến cảm giác chúng ta khá là dễ chịu. Thì mình thích những cái dòng xe này vì thứ nhất là nó là form 34 chỗ, nó không phải là xe giường nằm, trần nó không có cao như là xe giường nằm, cho nên là nó sẽ không có bị hạn chế tốc độ khi mà đi những cái đường rừng núi như là Đà Lạt. Và bây giờ mình sẽ xuống cái không gian của hàng ghế cuối cùng. Thì cái hàng ghế này thường được đánh giá là không có được ưu ái lắm. Thì liệu chiếc Dica Limousine Business này nó có đáp ứng được hay không? Các ghế được ốp gỗ trông khá là sang trọng. Và đây, mình đang ở dưới hàng ghế cuối cùng trên chiếc xe Dica Limousine 19 chỗ. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái chỗ để chân bằng kim loại. Như vậy. Và cái tư thế ngã ghế thì nó cũng sẽ tương tự như là những cái ghế bình thường. Tức là bạn sẽ không cảm thấy bị thiệt thòi khi ngồi băng ghế sau. Như mình đã nói thì cái cảm giác ngồi trên chiếc xe này không phải là dạng nằm thẳng hoặc là nằm duỗi chân thẳng như vậy. Duỗi chân thẳng như vậy mình nghĩ là phiên bản 16 chỗ thì sẽ đáp ứng được tốt hơn. Nhưng mà trên những cái quãng đường ngắn tầm từ 4 đến 6 tiếng di chuyển thì mình nghĩ là chiếc xe này rất là phù hợp. Đặc biệt là chúng ta có thể đi lại được trong xe rất là thoải mái với cái khoảng trần rất là cao. Thì bây giờ bạn Tuấn sẽ tiếp tục trình bày cho anh em biết là chiếc xe này có những cái trang bị tiện nghi gì trên hệ thống giải trí cũng như là các tiện ích xung quanh. Xin mời Tuấn. Ở đây thì mỗi ghế ngồi sẽ có một cái màn hình giải trí riêng. Thì tùy theo vị trí ngồi mà cái cách bố trí của cái màn hình nó sẽ khác nhau một chút. Chẳng hạn như mình đang ngồi cái ghế đầu tiên của cái hàng bên phải ngoài cùng thì màn hình của mình bị ẩn dưới đây. Còn những cái ghế sau thì nó sẽ là đặt trên cái tựa lưng của ghế trước. Ở đây thì mình sẽ có nút bấm điện thì nó sẽ lên này rất là sang trọng và hay. Sau mỗi màn hình nó sẽ có những cái số để báo số ghế. Giống như ở đây thì mình đang ngồi ở ghế số 3. Mình xác nhận thì mình sẽ vào được cái giao diện sử dụng. Ở đây thì màn hình rất là lớn và độ sắc nét rất là cao. Thì mình sẽ có những cái mục giải trí như là âm nhạc, xem phim, game vân vân. Và mình sẽ thể chọn được những cái ngôn ngữ khác nhau. Mỗi hành khách sẽ có hai cái vị trí mà cắm tai nghe cũng như là một cái vị trí cắm sạc USB. Thì mình có thể tăng giảm được cái độ sáng của màn hình, tăng giảm âm thanh. Mỗi vị trí ghế ngồi sẽ có thêm một cái chỗ để cốc như thế này. Sẽ có những cái móc để đồ,
học để đồ vân vân. Đảm bảo là anh em sẽ thích khi mà đi cái chiếc DK Business phiên bản 19 chỗ này, và chắc bản 16 chỗ sẽ còn thoải mái hơn nữa. Rồi xin cảm ơn anh em, hẹn gặp lại.